theo quy trình các đơn vị trong cơ quan lập kế hoạch đề nghị mua sắm. Cơ quan tập hợp kế hoạch của các đơn vị dựa vào kế hoạch hàng năm, căn cứ vào kế hoạch ngân sách để tổ chức mua sắm tài sản của cơ quan. Trong công tác quản lý cần chú ý là chỉ được mua sắm tài sản đã được ghi vào kế hoạch, tuyệt đối không thực hiện các nhu cầu ngoài kế hoạch, trừ các trường hợp được cấp chủ quản cấp bổ sung, các tổ chức quốc tế tài trợ hay quà biếu tặng. 2.2. Quản lý quá trình khai thác sử dụng và bảo quản tài sản. Đây là khâu có ý nghĩa quan trọng trong việc phát huy hết hiệu quả của tài sản công. Quản lý ở khâu này cần tập trung xử lý một số vấn đề chủ yếu sau. Giao tài sản cho các đơn vị và cá nhân chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý khai thác sử dụng bảo quản. Mỗi tài sản đều có cá nhân trực tiếp chịu trách nhiệm quản lý sử dụng bảo quản, xây dựng và ban hành nội quy quy chế sử dụng tài sản công, có sự kiểm kê đột xuất và định kỳ đối với tài sản công trong cơ quan, qua kiểm kê đánh giá số lượng chất lượng tài sản công, thường xuyên kiểm tra quá trình sử dụng bảo quản tài sản công, xử lý các trường hợp rủi ro xảy ra liên quan đến tài sản của cơ quan. Tài sản cần được sửa chữa bảo dưỡng theo yêu cầu kỹ thuật và đặc điểm sử dụng. Mọi sự sửa chữa bảo dưỡng phải có kế hoạch và theo lịch trình kỹ thuật sử dụng, tránh mọi sự tùy tiện trong sửa chữa bảo dưỡng tài sản, đồng thời cần tuân thủ quy định chặt chẽ về quản lý tài chính đối với hoạt động này. 2.3. Kết thúc quá trình sử dụng tài sản công. Tài sản công hết kỳ sử dụng đã khấu hao hết hoặc đổi mới kỹ thuật được tiến hành thanh lý. Quá trình thanh lý phải theo quy định pháp luật như sau. Thành lập ban thanh lý, căn cứ vào đặc điểm kỹ thuật, giá trị tài sản còn lại để lựa chọn phương thức thanh lý phù hợp. Thanh lý theo hình thức bán đấu giá, thường được áp dụng đối với các tài sản có giá trị lớn như thiết bị, phương tiện vận tải, được đổi mới kỹ thuật. Thanh lý theo hình thức quy định giá, thường được áp dụng đối với các tài sản có giá trị thấp, đã khấu hao hết, song còn sử dụng được. Hình thức thanh lý này thường bán cho cán bộ công chức trong nội bộ cơ quan, dù hình thức nào cũng phải được công bố và thực hiện công khai, đồng thời phải tuân thủ nghiêm ngặt chế độ quản lý tài chính, ở đây tránh tình trạng đặc quyền đặc lợi của cán bộ lãnh đạo cơ quan khi thanh lý tài sản công. 3. Một số nội dung chủ yếu đổi mới quản lý tài sản công trong cơ quan nhà nước. Cùng với tiến trình cải cách nền hành chính quốc gia, cải cách quản lý tài chính công, đổi mới quản lý tài sản công trong các cơ quan nhà nước cần tập trung thực hiện một số nội dung chủ yếu sau đây. Một là hoàn thiện các tiêu chuẩn định mức sử dụng tài sản công trong các cơ quan nhà nước, đặc biệt là các phương tiện đi lại, công cụ làm việc, nhằm đảm bảo tiết kiệm hiệu quả, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng. Hai là tăng cường sự kiểm tra kiểm soát đối với việc quản lý sử dụng tài sản công trong các cơ quan nhà nước, trong đó cần xây dựng cơ chế bảo đảm sự kiểm tra kiểm soát của dân. Cơ quan dân cử cũng như mọi công dân đối với việc sử dụng tài sản công. Ba là có chế tài pháp lý với tính răn đe mạnh đối với các cá nhân lãnh đạo cũng như công chức trực tiếp quản lý sử dụng bảo quản tài sản công về sự thất thoát tài sản công trong cơ quan nhà nước. 4 là đổi mới công tác thẩm định chủ trương đầu tư xây dựng mua sắm tài sản của cơ quan nhà nước, bảo đảm cắt bỏ những nhu cầu đầu tư xây dựng mua sắm tài sản vượt tiêu chuẩn định mức thật sự chưa cần thiết, kiên quyết không thanh toán quyết toán các khoản chi về đầu tư mua sắm tài sản ngoài dự toán ngân sách được duyệt. 5 là kiên quyết xử lý dứt điểm các trường hợp sử dụng tài sản công sai mục đích hoặc chưa sử dụng, điều phối các tài sản này bảo đảm đưa vào sử dụng hợp lý hiệu quả hơn. 6 là xây dựng quy chế nhằm phân định rõ quyền hạn và trách nhiệm vật chất của các thủ trưởng bộ ngành địa phương đơn vị về việc quản lý tài sản công trong các cơ quan nhà nước, đồng thời kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý tài sản công từ trung ương đến các cơ sở nhằm tạo nên sự phối hợp nhịp nhàng cũng như quy định rõ ràng trách nhiệm nghĩa vụ quyền hạn của từng cấp cá nhân trong quản lý tài sản công ở các cơ quan nhà nước.